Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 3. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tổ chức hiệu quả chương trình tham quan trải nghiệm thực tế trong giáo dục phổ thông, góp phần tăng cường hiểu biết, phát triển kỹ năng bản thân cho học sinh. Hôm nay 24 tháng 3, ngày Thế giới phòng chống lao, chủ đề đúng Việt Nam có thể chấm dứt bệnh lao với những ghi nhận về nỗ lực của Vĩnh Long trong công tác này. Sáng nay, dự và phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng Tiền Giang sẽ là một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, người dân ngày càng có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng phê duyệt quy hoạch là bước quan trọng, song phải triển khai thực hiện tốt theo quy hoạch, đảm bảo tính ổn định, hạn chế tối đa việc điều chỉnh không cần thiết. Thông tin tới hội nghị về nền tảng phát triển đất nước sau gần 40 năm đổi mới, các bài học kinh nghiệm và về định hướng mô hình tăng trưởng hiện đại là chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Thủ tướng khẳng định đây là xu thế tất yếu và là mục tiêu của mọi quốc gia. Tỉnh Tiền Giang cần thay đổi mô hình tăng trưởng theo hướng này. Hoan nghênh các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã chọn Tiền Giang là nơi để thực hiện các dự án đầu tư. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát huy sứ mệnh của doanh nghiệp trên tinh thần ba cùng, cùng lắng nghe, thấu hiểu, cùng sẻ chia tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển. Thủ tướng tin tưởng với truyền thống cách mạng, với đà phát triển, cùng sự ủng hộ của các bộ ngành trung ương, các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân, tỉnh Tiền Giang sớm trở thành tỉnh công nghiệp dịch vụ với vai trò cầu nối giữa đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ. Người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc và văn minh. Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, Tiền Giang cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, có các vùng động lực trọng tâm kinh tế về công nghiệp, dịch vụ, kinh tế biển và đô thị. Tầm nhìn đến năm 2050, Tiền Giang trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có trình độ phát triển khá của cả nước, trở thành nơi đáng sống. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về tình hình phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài thể dục và sức khỏe, kêu gọi đồng bào tập thể dục. Sáng nay, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Long, diễn ra hội thao khối thi đua văn hóa xã hội tỉnh Vĩnh Long năm 2024. Đến dự có bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham gia hội thao có hơn 200 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ 6 đơn vị trong khối thi đua, gồm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo. Các vận động viên tham gia thi đấu các môn bóng đá nam, bóng chuyền hơi nữ, kéo co, bi sắt và bóng bàn. Sau gần một ngày thi đấu với tinh thần thi đua, vui khỏe và đoàn kết, hội thao khối thi đua văn hóa xã hội tỉnh Vĩnh Long đã kết thúc thành công. Đây là hoạt động được các đơn vị trong khối luân phiên tổ chức hàng năm nhằm tạo phong trào thi đua, rèn luyện sức khỏe, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023-2024 từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6. Một trong những điểm mới đáng chú ý thí sinh cần ghi nhớ trong kỳ thi năm nay là danh mục các vật dụng được mang vào phòng thi và các vật dụng cấm mang vào phòng thi. Theo đó, các vật dụng cấm mang vào phòng thi gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi. Nếu vi phạm quy định này, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi, bị điểm không bài thi đó và không được dự thi các môn tiếp theo. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường cần đặc biệt lưu ý những điểm mới liên quan trực tiếp đến học sinh và các hình thức xử lý kỷ luật nếu vi phạm để cảnh cáo cụ thể cho học sinh nắm rõ.
chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung học phổ thông cấp tài khoản và mật khẩu cho thí sinh đang học lớp 12 tại đơn vị, đồng thời tổ chức hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ để đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến. Để hạn chế sai sót nhầm lẫn, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tổ chức cho thí sinh cả nước thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi từ ngày 24 tháng 4 đến hết ngày 28 tháng 4. Sau đó, thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 từ ngày 2 tháng 5 đến 17 giờ ngày 10 tháng 5. Với kỳ thi năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục ứng dụng tối đa công nghệ thông tin vào các khâu tổ chức kỳ thi để đảm bảo an toàn, nghiêm túc và thuận tiện nhất cho thí sinh. Theo Bộ này, việc đăng ký dự thi trực tuyến đã mang lại rất nhiều lợi thế cho cả thí sinh, nhà trường và tiết kiệm chi phí rất lớn cho toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả cho việc học lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, sáng nay, Chi hội Lịch sử Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức chuyến tham quan học tập và tìm hiểu các di tích lịch sử tại thành phố Hồ Chí Minh cho các em học sinh của trường. Tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn Gia Định, các em học sinh được giới thiệu về các hiện vật, tư liệu, những trận đánh nổi bật, những chiến công, sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ biệt động. Thông qua những hình ảnh, hiện vật, câu chuyện lịch sử về lực lượng biệt động Sài Gòn, giúp các bạn hiểu và cảm thấy trân trọng hơn những hy sinh của các thế hệ đi trước vì hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc. Hoạt động lần này có ý nghĩa vô cùng lớn. Nó giáo dục cho em một cái tinh thần yêu nước, biết ơn công lao của cha ông ta trong quá trình đấu tranh về độc lập của dân tộc. Và qua đó nó biến những cái bài học lịch sử, nó không còn là những cái trang giấy khô khan mà nó đã trở nên sinh động và gần gũi hơn rất nhiều. Qua chuyến đi này em có thể thấy được những hiện vật thực tế mà đó là những kiến thức chúng em chưa từng được thấy và chỉ học qua sách vở. Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa của nhà trường trong những năm gần đây. Qua đó, giúp các em nắm vững kiến thức, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử mà các thế hệ cha ông để lại. Việc mà tổ chức cho các em đi tham quan các cái bảo tàng, các cái di tích lịch sử, các cái địa chỉ đỏ như thế này là mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với các em, làm sao để cho các em thêm yêu lịch sử nước nhà. Và đặc biệt là khi mà chúng ta đưa các em đến tận nơi, được nhìn thấy những cái hình ảnh và được nghe những cái anh chị hướng dẫn viên thuyết minh, các em như là đang sống lại trong những cái khung cảnh của cái thời gian diễn ra những sự kiện đó, cũng là một cái cách để chúng tôi bồi dưỡng lòng yêu quê hương đất nước với các em. Học sử qua những chuyến tham quan thực tế là một hoạt động bổ ích để thế hệ trẻ hôm nay cố gắng ra sức học tập, kế thừa, góp phần phát huy truyền thống yêu nước, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của bộ môn lịch sử. Theo như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Vậy cũng là một hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Hôm nay, Trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt, huyện Vũng Liêm tổ chức chương trình tham quan thực tế tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang với chủ đề Chúng em là chiến sĩ biên phòng. Hơn 400 học sinh và cán bộ giáo viên tham gia chương trình. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như chào cờ tại cột mốc biên giới đất liền giữa Việt Nam, Campuchia, tìm hiểu hoạt động tuần tra bảo vệ đường biên giới hàng ngày của các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, giao lưu văn nghệ, thăm khu sinh hoạt, trồng trọt, chăn nuôi của các chiến sĩ và tham quan vui chơi tại bãi biển Mũi Nai. Em cảm thấy là rất là có ý nghĩa và bổ ích khi được tham gia rất là nhiều hoạt động, đặc biệt nhất là tham quan cột mốc 314, nơi mà các anh chiến sĩ, các chú chiến sĩ đã ngày đêm canh giữ từng tấc đất của đất nước, qua đó là nâng cao lòng yêu nước, nhắc nhủ bản thân mình rằng là sau này phải cố gắng học thật giỏi để cống hiến công sức và trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Buổi trải nghiệm ngày hôm nay chúng em có thêm nhiều cái kiến thức mới, bổ ích và những cái hoạt động này thì giúp chúng em có thể đoàn kết với nhau hơn. Nhà trường đã rất quan tâm và cho các em trải nghiệm tại cột mốc 314 với một ý nghĩa là giáo dục truyền thống tư tưởng, mang những cái việc mà tốt đẹp, suy nghĩ, ý thức, nhận thức của các em về việc bảo vệ biên giới và ra sức học tập rèn luyện để xứng đáng là những em học trò vừa có phát triển về năng lực và những cái phẩm chất tốt đẹp nhất. Trải nghiệm một ngày làm chiến sĩ biên phòng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống, mở rộng kiến thức, giao lưu xây dựng tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống.
Qua đó, giáo dục học sinh lòng yêu nước, lòng biết ơn, sống có trách nhiệm và không ngừng rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo chương trình chống lao quốc gia, dịch tễ lao ở nước ta vẫn còn cao và số bệnh nhân lao được phát hiện hàng năm chỉ đạt khoảng 60%. Có nghĩa là còn tới 40% số bệnh nhân lao trong cộng đồng chưa được phát hiện và điều trị. Các công nghệ mới, thuốc mới, tiếp cận mới trên thế giới đã được áp dụng hiệu quả tại Việt Nam, ngay cả lao đa kháng thuốc và siêu kháng thuốc. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tiến tới kết thúc bệnh lao vào năm 2035, chương trình chống lao quốc gia sẽ đẩy mạnh phát hiện chủ động tại cộng đồng, tại cơ sở y tế, tăng cường vai trò của hệ thống y tế cơ sở, trong đó tập trung vào các nhóm nguy cơ cao nhằm phát hiện, đưa vào điều trị sớm, chất lượng để cắt nguồn lây trong cộng đồng, giảm nhanh dịch tễ bệnh lao. Thưa quý vị và các bạn, dịch tễ lao ở Việt Nam còn cao, xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh nhân lao cao trên thế giới và đứng thứ 11 trong số 30 nước có gánh nặng bệnh lao đa kháng thuốc cao nhất trên thế giới. Để góp phần đạt mục tiêu kết thúc bệnh lao vào năm 2035, cùng với cả nước, Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp phát hiện, quản lý, điều trị, giảm nguồn lây trong cộng đồng. Và như Ngày Thế giới phòng chống lao năm 2024 với chủ đề Đúng, Việt Nam có thể chấm dứt bệnh lao, chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của ngành y tế Vĩnh Long trong thực hiện nhiệm vụ này. Nhờ được phát hiện bệnh kịp thời thông qua hoạt động khám tầm soát lao tại cộng đồng của ngành y tế và được điều trị tích cực đúng phác đồ, nên bệnh nhân này đã hoàn toàn khỏi bệnh và khỏe mạnh, góp phần bảo vệ tốt sức khỏe cho người thân và cộng đồng. Ở địa phương sàng lọc bệnh lao, tôi điều trị được được 6 tháng, hôm nay sức khỏe thấy nó khỏe, nó ổn định tốt. Tôi cũng cảm ơn bên y tế đã trong thời gian điều trị cho tôi. Để kịp thời phát hiện, quản lý điều trị bệnh lao, chương trình chống lao của tỉnh đã triển khai nhiều đợt khám sàng lọc tại cộng đồng cho người có yếu tố nguy cơ, người mắc bệnh mãn tính và thực hiện tốt việc khám thường quy tại các cơ sở y tế. Qua đó, đã kịp thời phát hiện sớm các trường hợp có triệu chứng nghi lao để xét nghiệm khẳng định và quản lý điều trị, ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. Theo nhận định chung thì cái số người bệnh nhân mắc lao trong cộng đồng cũng còn đang rất là nhiều. Cái số mà chúng ta chưa phát hiện được thì cũng còn rất nhiều. Vĩnh Long thì là một trong những cái tỉnh là cũng có số lượng bệnh nhân mắc lao cao trong địa bàn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Có cái hai cái hoạt động sàng lọc tích cực tại cơ sở y tế và tại cái cộng đồng. Thì tại cơ sở y tế thì hiện giờ tại tỉnh Vĩnh Long chúng ta thì đã triển khai cái việc thực hiện AX tại tất cả cơ sở y tế công và một số cơ sở y tế tư. Còn tại cộng đồng, bệnh viện phổi cũng sẽ tổ chức nhiều đợt để mà sàng lọc tại cộng đồng trong những cái đối tượng đích khác nhau. Với chiến lược 2X gồm X quang sàng lọc tìm ra người nghi lao và X-Bus để khẳng định mắc lao cho phát hiện chủ động để có thể sàng lọc nhanh số lượng lớn người có nguy cơ mắc lao. Năm 2023, ngành y tế đã phát hiện đưa vào quản lý điều trị trên 1.850 bệnh nhân lao thường, 65 bệnh nhân lao kháng thuốc và hơn 2.630 ca lao tiềm ẩn. Các trường hợp mắc mới đều được quản lý, theo dõi sức khỏe, hướng dẫn uống thuốc và dự phòng lây nhiễm. Với tỷ lệ điều trị thành công luôn duy trì ở mức trên 93%. Khi mà người dân đến khám, nếu mà có những cái biểu hiện nghi ngờ thì trạm y tế chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn cho người dân đến trung tâm y tế để thử đàm làm các xét nghiệm. Nếu phát hiện thì sẽ thực hiện điều trị. Phát hiện sớm bệnh lao để mà điều trị tốt nhất, hạn chế những cái biến chứng hoặc là cái khả năng diễn tiến nặng mà gây tử vong. Đó là cái mục tiêu của cái chương trình chống lao quốc gia. Và đối với người dân thì để phát hiện sớm bệnh lao thì chúng ta phải quan tâm đi tầm soát những cái tổn thương nơi X quang phổi là khoảng 6 tháng một lần để chúng ta coi cái phổi chúng ta có tổn thương gì hay không, không riêng gì bệnh lao mà những cái bệnh khác của phổi. Hoặc là khi chúng ta có những cái dấu hiệu nghi ngờ lao thì chúng ta sẽ đi đến cơ sở y tế để chúng ta được thực hiện cái việc sàng lọc lao. Hoặc là chúng ta có yếu tố tiếp xúc với người mắc lao thì hiện giờ chúng ta vẫn có cái xét nghiệm xem chúng ta có bị lây nhiễm hay không, đó là xét nghiệm măng tu. Nếu chúng ta đã bị lây nhiễm vi trùng lao thì chúng ta có thể tiếp cận việc xét nghiệm và chúng ta tiếp cận với việc điều trị dự phòng lao tiềm ẩn. Hiện nay dù đã có thuốc chữa nhưng bệnh lao vẫn cướp đi sinh mạng của khoảng 13.000 người tại Việt Nam mỗi năm
và là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên thế giới trong số các bệnh truyền nhiễm. Bên cạnh những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao của ngành chuyên môn, người dân cần tích cực nâng cao thể trạng. Khi có yếu tố nguy cơ mắc bệnh hoặc có các triệu chứng ho kéo dài, sốt về chiều, sụt cân, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán điều trị kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhân người nộp thuế một tháng là 11 triệu đồng và giảm trừ mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng, được duy trì từ tháng 7 năm 2020. Đến nay, quy định về mức khởi điểm chịu thuế và giảm trừ gia cảnh này đã không còn phù hợp. Để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đời sống người dân, tại nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 1, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân. Mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân hiện hành là 11 triệu đồng một tháng cho người nộp thuế và 4,4 triệu đồng một tháng cho người phụ thuộc, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2020 cho đến nay chưa thay đổi. Trong khi hầu hết các mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ đều tăng khoảng 20-30% từ sau dịch Covid-19, khiến chi phí sinh hoạt của người dân đội lên. Chuyên gia kinh tế cho rằng mức giảm trừ gia cảnh phải được tính toán dựa trên nhiều nhân tố khác nhau. Cái mức giảm trừ gia cảnh phải dựa trên nhiều cái nhân tố khác nhau, từ cái việc là lạm phát mất giá của cái đồng tiền. Cái thứ hai là cái mức độ đời sống bình quân của xã hội được nâng lên. Và cái thứ ba là các cái yêu cầu về cái đời sống vật chất tinh thần của người dân cần phải được cải thiện theo thời gian. Thì lúc đó chúng ta mới đưa ra được cái mức giảm trừ gia cảnh nó phù hợp. Khởi điểm thu nhập chịu thuế và mức chiết trừ gia cảnh được quy định cứng, không được điều chỉnh để phản ánh biến động của lương tối thiểu, giá cả và lạm phát trong nền kinh tế chính là điểm bất cập lớn. Để không phải là mỗi một lần thay đổi về cái mức giảm trừ gia cảnh này trên luật thuế thu nhập cá nhân thì chúng ta có thể đưa vào một cái đề xuất là mỗi lần chúng ta điều chỉnh cái mức lương tối thiểu vùng thì cái mức người phụ thuộc, mức tính giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc sẽ tính theo tỷ lệ như vậy, thì không cần phải, nó sẽ automatic tự động và không cần phải điều chỉnh luật thuế nữa và không phải đi ra Quốc hội mới được, thì nó sẽ có cái độ trễ và cái phần này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người lao động. Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết đã đề xuất đưa vào chương trình sửa luật để nâng mức giảm trừ gia cảnh lên. Tuy nhiên, theo kế hoạch, phải tới cuối năm 2025, Chính phủ mới trình Quốc hội dự thảo sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, với những vấn đề nào cấp bách, cần thiết phải sửa sớm, có thể đưa ra thảo luận, đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp Quốc hội. Thời điểm này, nông dân tỉnh Vĩnh Long tập trung chuẩn bị gieo xạ đợt 2 vụ lúa hè thu năm 2024, đợt tập trung của vụ lúa. Vụ hè thu năm nay, tỉnh Vĩnh Long kế hoạch gieo xạ 35.000 hectare, phấn đấu năng suất đạt 6 tấn trên 1 hectare. Đợt gieo xạ này, nông dân Vĩnh Long sẽ xuống giống khoảng 25.000 hectare, thực hiện từ nay đến giữa tháng 4, tập trung ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân chú trọng gieo xạ các giống thích ứng rộng, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tốt như OM5451, OM4900, OM6976, OM18, Đại Thơm 8. Riêng các vùng thiếu nước xâm nhập mặn có thể sử dụng các giống như OM2517, OM9577, OM9955. Ghi nhận tại các địa phương, nông dân chú trọng làm đất kỹ, tạo rãnh thoát nước tốt để bảo vệ vụ lúa mới gieo xạ. Thực hiện các biện pháp quản lý động vật hại giai đoạn mới gieo xạ như là ốc bươu vàng, chuột. Hầu hết nông dân thực hiện giảm lượng giống gieo xạ để giảm chi phí đầu tư, đồng thời chống đổ ngã giai đoạn về sau. Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, từ ngày hôm nay đến ngày 26 tháng 3 năm 2024, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng cao với ranh mặn 4 phần ngàn, có thể sâu vào từ 50 đến 60 km cách từ cửa sông. Tuy nhiên, tình hình đập thượng nguồn xả nước thấp bất thường, gió chướng mạnh lên có thể làm mặn vào sâu hơn so với dự báo từ 5 cho đến 10 km. Trong thời gian này, vùng thượng đồng bằng sông Cửu Long mực nước thấp hơn trung bình nhiều năm, khó khăn cho bơm tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vùng giữa và khu vực ven biển đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm phần đất thuộc thành phố Cần Thơ, tỉnh Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và vùng được kiểm soát mặn ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, ranh mặn 4 phần ngàn có thể vào từ 50 đến 60 km. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam khuyến cáo các địa phương cần tranh thủ lấy nước ngay khi mặn còn thấp.
Riêng khu vực ảnh hưởng mặn sông Cái Lớn, Cái Bé thuộc các tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang, dự báo mặn cuối tháng 3 lên cao với ranh mặn 4 phần ngàn, dòng sâu từ 50 đến 55 km. Các địa phương này cần tăng cường giám sát mặn và vận hành hợp lý các công trình đảm bảo nước cho sản xuất. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, chiều nay 24 tháng 3, kết quả độ mặn xâm nhập đo được tại các trạm trên địa bàn tỉnh ghi nhận từ 0,1 cho đến 3,1 phần ngàn. Độ mặn đang có xu hướng tăng cao theo kỳ triều cường rằm tháng 2 âm lịch. Và cụ thể là độ mặn đo được vào lúc 17 giờ chiều nay tại cống Nàng Âm là 3,1 phần ngàn, trạm Tích Thiện là 0,3 phần ngàn, dầm Quế An 0,2 phần ngàn, trạm Trà Ôm 0,1 phần ngàn, trạm Ngã Tư xã Hiếu Nghĩa 0,4 phần ngàn, dầm Rạch Cái Muối và trạm Đồng Phú là 0,1 phần ngàn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương khuyến cáo người dân hạn chế tưới nước nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới cần phải kiểm tra nồng độ mặn. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 3 hàng năm là ngày Thể dục Thể thao Việt Nam. Nhằm truyền cảm hứng, cổ vũ mọi người tăng cường tập luyện thể dục thể thao, sáng nay tại khu vực phố đi bộ Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic toàn dân và giải chạy báo Hà Nội mới. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với hình ảnh về sự kiện giúp lan tỏa tinh thần tập luyện thể dục thể thao đến cộng đồng. Cùng rất là vui vẻ và hào hứng khi mà được có mặt trong cái buổi tập buổi chạy ngày hôm nay. Thứ hai là cũng lan tỏa đến tất cả cộng đồng, nhất là các giới trẻ thanh niên là hãy luôn rèn luyện thể thao hàng ngày, sức khỏe hàng ngày. Nhân ngày chạy Olympic toàn dân và giải chạy báo Hà Nội mới là sự kiện thể thao thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ chỉ đạo. Sự kiện đã cho thấy phong trào chạy bộ đang ngày càng sôi nổi và lớn mạnh. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng cho mục tiêu phát triển thể dục thể thao ở nước ta. Đến đây, chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc là tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.